Hello, hello guys, welcome back my channel Emerald here. Hello anh em, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube mình Emerald này. Thực sự phải nói là rất là mệt mỏi khi mà đánh với cái mùa này, bởi vì các bạn biết là mùa này nó nhiều đấy, nhiều quá. Đây là một vài thông số các bạn nhìn thấy. Bốn trong 7 ngày gần đây mình đã đánh 419 game, 419 game. Lúc 70 1v1. Mình có sử dụng khá nhiều deck. Cái deck này mình thay đổi rất nhiều deck. Tuy nhiên thì thực sự phải nói là những cái deck này nó không như nào nhỉ, nó không không hữu dụng đối với mình. Thực sự là mình khi mình đổi deck thì mình thấy nó vô tác dụng hơn mà đánh rất là mệt. Và hiện đây là một vài cái matchup mà mình phải nói là mình đã cố gắng rất nhiều, cũng rất khá là hên. Ví dụ ok, đây mình sẽ share cho các bạn đây cái matchup này trước. Matchup này là một cái matchup mà họ không có ba barrels, nên vì vậy là mình rất là dễ đánh, bởi vì deck Graveyard. Hơn nữa cái deck này các bạn để ý nhé, cái version này là cái version khá là không phổ biến, bởi vì cái version mà khó nhất là version có Bomb Tower, Tornado, Musketeer hoặc là Baby con Nai này, IC Wizards này, Baby Dragon này, không có Musketeer. Thì cái phiên bản đấy thì mình không thể active vào King Tower, rất là khó cho mình, không thể, bởi vì là mình chưa từng sử dụng Baby Dragon để active được, mình cũng rất là khó sử dụng cái skill đấy. Đây các bạn nhìn thấy là cái Tornado vừa ra rồi, vì vậy là mình sử dụng để Hawk đi lên luôn. Họ sử dụng Tornado luôn vì họ bị out cycle. Đây là pro tip. I will keep skeleton here and drop here and try get active king to her by dark queen. Look, các bạn không cần phải tách skeleton nữa nhỉ, các bạn chỉ cần để chạy một tơ này. Drop and use Tornado right now, using Tornado put to king tower. So, when you facing with great job, you active control. So, GG and you win. Sure. Một khi mà mình active King Tower thì thực sự là mình đã win rồi. Và bây giờ thì player này họ cũng give up luôn, bỏ luôn. Đấy các bạn nhìn thấy này. Yes, give up. Bởi vì là Graveyard anh Active King Tower thì rất là khó đánh, đặc biệt là cái deck này nó lại không có ba. Đây là một cái deck cũng khá là hay này. Thì mình muốn xem cho các bạn là cái deck này mình ngay ban đầu mình không nghĩ là anh ta sẽ chơi cái deck có bowler. Mình first I don't think he using bowler right now. I think he play this old version. We have Musketeer and a Knight. So, but by the way, he is saying nine wick and a bowler. He play very very good. So, thằng này chơi rất hay. Nó thả quân rất hay. Đặc biệt đó là nó để quân cũng rất nhanh. Ngay có một cái điều khá là hên ở trong cái deck này, đó là các bạn phải hên hoặc là pro tip đi, thì các bạn phải đánh đạt hướng được con bowler. Khi mà Hawk đẩy lên, các bạn làm thế nào giết được con bowler trước, bởi vì trong cái matchup này con bowler là một con rất là khó giết. Vì vậy là mình đã cố gắng là mình đấy, mình sẽ cố gắng là đẩy con bowler. Và mình chắc chắn là đổi trụ. Mình chắc chắn là biết là mất trụ nên mình sẽ đổi. Yeah, đổi trụ. Và đây là thời điểm mà bowler thực sự rất là khó đánh. Các bạn biết là bowler nó đẩy như này thì rất rất khó đánh. Thì mình phải làm mọi cách để có thể giết được con bowler. Rất con bowler trước, bởi vì nó cứ đẩy như thế này. Mình sẽ dùng wizard, mình sẽ đặt cái này wizard here, drop here. Vanky là cái con rất là thông, rất là tốt, rất là hay ở cái thời điểm này, vì bởi vì là chỉ có nó mới có xử lý được cái tơ này thôi. Đây là tại sao mình yêu thích Vanky, mặc dù là nhiều khi là Vanky sử dụng rất là ngu. Mình phải nói là Vanky của mình rất là ngu. Cái pha này họ defend rất tốt này, họ sự phân phối quân rất tốt và đây là một pha mình phải nói là hên, may mắn cho mình. Đây là thời điểm mà mình biết được là họ sẽ đặt một con bowler, vì vậy là mình sẽ dùng Tornado kéo phía sau để tránh ra cái tầm ảnh hưởng của con bowler vào đây, và trụ nó sẽ quay trở lại bắn skeleton. Đây là pro tip này, yêu Tornado poof bowler back. Thực ra tuần này là mình thấy mình arrow hơi hơi nhanh. Bây giờ mình sử dụng arrow chậm hơn một chút thì mình sẽ hợp lý hơn. Họ rất đánh rất là cục súc, bởi vì họ giữ ngay một con ấy.
sẽ ra một cái sơn khá là cục xúc thật. Đây là cái sơn mà mình phải nói là lucky, và rất là may mắn, bởi vì là con bowler, con wizard của mình nó không bị chết. Không, đây không phải con tơ này, mà đây là một tơ sau nữa cơ. Tơ sau. Mình nhớ có một cái sơn này đó là con đây. Con wizard của mình không chết. Đây là thời điểm mà con lật ngược thế cờ. Các bạn sẽ xem lại cái sơn này. Con bowler à con wizard của mình nó cứ đứng vậy, mình rất là mê hên khi mà trong cái sơn này con wizard nó cứ bắn vậy. Rất hên chứ không phải là hên nữa. Và tiếp theo con bowler nó cũng không bắn chết vào con wizard của mình, thực sự rất là hay luôn và hên. Quá là may mắn. Không, mình không nghĩ là mình có thể thắng được cái game đấy. Tiếp tục là bowler, mình chắc chắn là mình sẽ họ sử dụng thương bowler trong thương đấy, vì vậy là mình sẽ đẩy và đẩy hop ở phía bên kia đấy, con bowler đánh lạc hướng. Và sau đấy là khi bowler họ ra rồi thì mình sẽ rất dễ xử lý, bởi vì là one hit. Cool. Lucky. Mà chắc là mình không thể đánh được, bởi vì rất là khó đánh. Zion. Mà chắc này cũng khá là dễ, bởi dễ so với mình. Bởi vì là nếu mà dễ, bởi vì là khi mà player này họ không biết dùng một cái file, một cái con miner để móc lốc con wizard của mình, thì gần như là mình có thể cân được game. Còn nếu mà một khi mà họ đã sử dụng miner để móc lốc con wizard của mình thì gần như mình thua. Bởi vì trong cái deck của mình thua lắm. Hơn nữa là thì con wizard thì trong cũng cần được cái game này thôi. Hơn nữa là mình đã định cố gắng là active tower, nhưng mà active fail. Hawk đẩy lên bởi vì họ chỉ có giáp và fireball thôi. Vì vậy là mình cũng rất là dễ có thể defend được, bởi vì là mình cố gắng là cycle wizard rất là nhanh. Các bạn lưu ý là sử dụng một con Valkyrie để có thể defend một con một sử dụng Valkyrie để defend nó thôi. Bởi vì họ có giáp và họ có fireball, thì vậy là mình sử dụng là Valkyrie và Goblin Barrel để defend Zion. Và con đôi khi là con Musket, con Ewip Electro Wizard. Đây tôi nhanh một chút thì mình có rất nhiều replay rồi, mình phải nói là mình muốn share cho các bạn xem. Cũng rất là may ngày hôm nay mình cút thì nó không gặp nhiều counter, chứ không bình thường mình gặp counter nhiều quá, đặc biệt là Xbow mình không thể thắng được Xbow. Với lại là player của bọn này chơi cũng giả gà, bởi vì là thông thường họ sẽ đặt minions gần với lại cái con wizard của mình. Đây là một pha đổi họ đánh đổi hướng, nhưng mà thực sự đổi hướng trong cái tên này thì không ổn một chút nào. Hop mình nhảy lên. Giáp, đây là thời điểm mà không còn cái gì nữa. Một replay nữa mà mình muốn share cho các bạn, đây là cái replay mà mình nói là rất khó đánh. Họ có 3 ban barrels, họ có bass, họ có hunter, đặc biệt là hunter và fisherman. Đây là 2-3 con mà mình phải nói là rất ghét khi mà gặp những cái deck kiểu này. Mình sẽ tô nhanh hơn một chút, bởi vì là gọi như counter rồi. Hai mấy con win condition của mình bị counter ấy. Mình không vội ném goblin barrel mà mình thăm dò xem là họ sẽ chơi deck gì. Họ đánh rất là thông minh, bởi vì họ đẩy luôn cả Royal Hawk xong rồi fisherman luôn. Trong tên này mình sẽ đổi hướng hop ở phía bên này hoặc là bên này rồi cũng được. Nhưng mà mình biết là họ... Mình không biết là họ sẽ không chơi Muscatee. Cũng rất là may nếu mà tên đấy là mình sẽ thả hop một phát là mình sẽ bị lỗ Ely. Mình sẽ cả Goblin Musc, Funky sẽ defend. Đúng không? Đó. Hơn nữa là player họ cũng chơi cũng gà, bởi vì là Fisherman họ có thể kéo một con Fisherman, đặt Fisherman ở phía bên này. Gà. Nói chung là hay cơ mà hên. Đấy, Goblin Barrel, Barbarian Barrel họ ném vào cũng gà. Nhưng phải nói là thực sự match up này mình đánh rất xuất sắc, mình phải nói là xuất sắc. Mình muốn chia sẻ nhiều cho các bạn về cái nhiều replay khác nhau, vì vậy là mình muốn tua nhanh hơn một chút.
execution. Mình luôn sử dụng bạn ở đặt 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 wizard ở thế này, bởi vì là wizard các bạn biết là đam mạnh và đam flash, vì vậy là đặt ở vị trí đấy rất là hợp lý và cực kỳ hợp lý luôn, bởi vì back deck free masquerade là họ không có big spell, vì vậy là wizard sẽ là cân và sẽ control game rất tốt. Trời ơi. Nó là kỹ rất là hay này. Hên hay không bằng hên. Đây cái deck này tưởng chừng là dễ đánh nhưng mà thực sự rất khó đánh. Các bạn nghĩ là vẫn minions và min horse thì deck mình counter, nhưng không phải. Cái deck này họ có vừa có fireball, có giáp nữa, thực sự là, mà đặc biệt là Sparky. Sparky phải nói là rất mạnh ở thời điểm hiện tại. Và tại sao là phía Sparky bây giờ nó khá nhiều? Bởi vì Sparky chạy trị được Fisherman, trị được Rare Dragon. Đây. Hai bên không biết là sẽ ra quân gì, vì vậy là thông thường thì mình sẽ thả quân trước, nhưng mà thông thường thì ông nào thả quân thì không thiệt. Tại vì là sẽ bị cycle, có thể dẫn đến được là player họ đoán bài trước. Nhưng mà thông thường những cái deck hot, những deck cycle thì chắc là phải đánh trước rồi. Heroes. Thẻ cuối cùng của nó là Barbarian, đúng đến thời điểm cuối cùng nó mới ra Barbarian. Mình đổi gớm và kéo không. Đáng lẽ mình sử dụng Tornado bởi vì nếu nó hay đào Giant thì mình sẽ sử dụng Tornado, tuy nhiên trong tuần này mình sử dụng Tornado bỏ con mất. Phải buồn rất nhanh và một cái giáp. Không, không sử dụng giáp trong tuần này. Barbarian thời điểm này mình cố gắng là cycle vui rất nhanh nhất có thể. Cycle Wizards. Đấy các bạn nghĩ là khó được, thực sự rất là khó đánh. Đấy họ cần sử dụng Tornado giáp với lại cực kỳ khó chịu. Và đây là thời điểm mà Tornado. Tornado, the best Tornado. Họ không đủ ấy thời gian để có thể fireball. Fireball. Đó, they never time. Vì họ và một replay nữa mà mình muốn chia sẻ đây, mình sẽ xem này replay nào hay ta. Wow, mình không hiểu tại sao mình có thể thua được cái matchup này mà mình không thể thua, không, mình không hiểu mình có thể thua một matchup kiểu như thế này được. What the hell. Wave trap này dễ. À, đây là một cái deck rất hay này. Matchup này rất là hay bởi vì là ngay từ ban đầu sự là mình không thể thắng được, nhưng mà player này họ đánh rất là nông nóng bởi vì là họ thả một con Lumberjack và sau đấy họ sử dụng Lightning luôn. Các bạn để ý nhá. Thực sự khi mà các bạn khi mà họ sử dụng Lightning luôn thì mình cố gắng là cycle con Wizard nhanh nhất có thể. Thì mình không muốn sử dụng ra quân trước. Đấy các bạn nhìn thấy là họ rất nôn nóng. Tornado, Wizard, Tornado, Lightning, họ có thể dùng Lightning ở trong thân này. Lightning xong thì mình có thể control cái game này. Họ sử dụng cái Barbarian luôn ngay lập tức. Barbarian thì bây giờ mình sẽ học sao cycle và không còn đủ Eli nữa. Thì bây giờ mình sẽ là thời điểm mà Goblin Barrel và Hawk Rider. Goblin Barrel, Hawk Rider coming. Mình đoán, mình biết được là deck này sẽ dùng Royal Giant Lightning, vì vậy là một pha mình đổi công rất hay luôn. Và bây giờ là mình thời điểm mà mình sẽ cycle Wizard. Bởi vì Lightning ở trong thân vừa rồi rồi. Đấy, mình sẽ tạo ra một cái thế công. Chứ mình không thể đẩy một con Banky được. Bởi vì con Banky nó sẽ rất là vô dụng vào trong cái matchup này. Trừ khi mà nó sẽ dùng để defend Royal Dragon. Hoặc sử dụng Baby Dragon để defend. Thì mình có thể thả một con hoặc là mình bỏ thương này, mình thông thường thực ra là máu của Baby Dragon đã xuống thấp rồi, mình cũng chắc cần phải defend nữa. Để Goblin lên để câu họ. Họ đánh rất nôn nóng và đẩy lay một con luôn.
Đây là thời điểm mà mình đã chiếm được ưu thế khá nhiều. Và tiếp tục là họ không dám đẩy, họ thực ra là con đánh người player nó đánh gà quá. Gà quá nên là mình ăn được. Arrow luôn. Và đây là thời điểm mà Hawk đẩy lên. Cách phòng thủ tốt nhất là chính các bạn phải công tấn công. Thế nên mà các bạn cứ ngồi đấy là sẽ không được. One. Cách may mắn, chỉ có may mắn thì mới có thể làm mọi thứ tốt hơn. Arrows. Đây là mặt matchup mình rất là thích. Đây là phần đấy mà Green Zerg God, Green Zerg God được thể hiện vào một cái matchup này. Và đây sẽ là matchup cuối cùng. This last game I want to share right now. And thanks for watching guys. Thanks for watching and thanks for help. Give me a like, share video if you like, and leave a comment. Thank you so much. Cái quan trọng các bạn là phải giết được con giết được con Electro Dragon. Thẻ bài các bạn phải giết con là Electro Dragon. Electro Dragon kill the first. Giờ này thì rất may là họ không đẩy ra, không đẩy ra đấy luôn. Cycle wizard. Gần như là mình không mất máu luôn, không mất một giọt máu nào luôn. Okay, thank you for watching and see you guys. Bye bye.